Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hà Tĩnh bị lừa gần 1 tỷ đồng sau cuộc gọi lạ. Sau cuộc gọi lạ từ một nhóm người tự xưng là cán bộ công an, hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Tĩnh đã bị lừa gần 1 tỷ đồng. Công an huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ việc một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện bị nhóm đối tượng giả mạo công an để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là ông S, 58 tuổi, hiệu trưởng của một trường tiểu học ở huyện Cẩm Xuyên. Theo ông, sáng ngày 27 tháng 3, ông nhận một cuộc điện thoại lạ từ xưng là nhân viên tổng đài viễn thông gọi điện đến. Họ thông báo số điện thoại ông đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân. Người này còn nói số điện thoại của ông đang sử dụng đã đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu. Ngay xong, ông đề nghị người này xóa tài khoản nhất. Tuy nhiên, người gọi điện này lại báo rằng thông báo số tài khoản được đăng ký ở thành phố Đà Nẵng nếu xóa phải có sự kiểm tra của công an thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, ông được giới thiệu liên hệ với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Nguyễn Hùng Cường, điều tra viên của công an thành phố Đà Nẵng. Ông kể lại lúc này họ bảo tôi nhập vào đường dẫn để hai bên trao đổi. Sau khi đăng nhập thành công, người tên Cường yêu cầu để tôi bảo mật thông tin trong quá trình điều tra, tuyệt đối không được cho người thứ ba biết. Để câu dẫn con mồi, Quá trình liên lạc qua điện thoại, người đàn ông tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu ông phải đến trực tiếp công an thành phố Đà Nẵng làm việc. Nếu không sắp xếp để vào trực tiếp, thì sẽ tạo điều kiện để làm việc gián tiếp qua mạng. Ông này sau đó đồng ý làm việc gián tiếp vì muốn chứng minh mình trong sạch. Lúc này nhóm đối tượng đã đồng ý cho ông kết nối để gặp cán bộ cấp trên tên là Đàn, xưng là đội trưởng của đội điều tra. Người tự xưng là đội trưởng đội điều tra nói số điện thoại của ông S đang dùng bị đối tượng có tên Nguyễn Văn Dũng lấy để đăng ký tài khoản. Dũng là một tội phạm xuyên quốc gia, đã lừa đảo buôn ma túy và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân. Người đàn ông tên Đàn còn cho ông S xem thông tin mở tài khoản rửa tiền tại Đà Nẵng và quyết định bắt tạm giam ông trong thời gian 90 ngày để phục vụ công tác điều tra. Vì quá lo sợ, ông tiếp tục làm theo hướng dẫn cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng mã OTP. Trong tài khoản của ông S không có tiền, nhóm lừa đảo đã yêu cầu ông bằng mọi cách vay mượn người thân, bạn bè gửi tiền vào mới chứng minh được mình trong sạch. Lúc này ông đã vay mượn 965 triệu đồng của nhiều người chuyển vào tài khoản. Khi người thân phát hiện ngăn chặn thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của ông S đã mất sạch. Nhóm đối tượng đánh vào đòn tâm lý tôi như bị thôi miên nên có sự bất cẩn mong các cơ quan chức năng có thể vào cuộc xem xét và giúp đỡ, ông S cho hay.